Xin chào bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay gửi đến các bác một siêu phẩm xe touring full carbon đến từ thương hiệu Gian, dòng Gian Fastrad Advanced, một cái dòng xe carbon full carbon cao cấp của dòng Gian, được chạy full bộ chuyển động Shimano Tiagra, toàn bộ phần khung như các bác thấy trên hình, full carbon rất là đẹp, nước sơn nguyên bản. Xe thì còn rất là mới, phải nói là chủ cũ họ đi chiếc xe rất giữ gìn nên là giữ được cái độ mới của chiếc xe rất là cao. Đây là phiên bản mới nhất của dòng Fastrad là dòng touring mà được chạy full đồ xe đua, là bộ chuyển động Tiagra. Phiên bản mới cao cấp nhất của dòng touring. Xịt lip còn rất là trắng đẹp, tất cả đồ là còn nguyên bản nguyên zin. Vành R2 cao bản nhôm. Về phần ghi rông của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị bộ tay bấm của Shimano Tiagra, ghi rông của Ford Gian Quantec này là vẫn là nguyên bản này, phanh dầu TRP, hay Gian trục to, trục của chiếc xe này rất là to chắc chắn như xe máy. Dùng bộ phanh đĩa nhỏ rất là đẹp. Những dòng touring mới thì cái size đĩa này nó rất là nhỏ. Bây giờ dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 52 cm. Chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m61-62 đến khoảng 1m75 thì phù hợp. Có 1, 2, 3, 4, 5 10 tầng lip và 2 tầng đĩa. Chiếc xe ra 20 tốc độ khác nhau. Chuyển động vô cùng mượt mà. Giá bán của chiếc xe này bên em đang bán mức giá là 23.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.